bước bế con về ngoài. Trong hậu trường mới nhất của 2 ngày 1 đêm, Trường Giang đã có những chia sẻ đáng chú ý về lần khiến nhà Phương bế con về ngoài. Nói về nỗi vất vả khi ghi hình 2 ngày 1 đêm, Mười Khó cho biết đã có lúc quay xăm xô trở về nhà đánh chắc tới sáng, dù đã có hẹn với bà xã đi ăn ngày sinh nhật. Cụ thể, Trường Giang hé lộ câu chuyện cách đây 1 năm. Đợt tao đi quay trên Con Tum, tập đó khách mời là Handy, tới đó tao về nhà vào lúc 8 giờ đêm. Hôm đó là ngày sinh nhật nhà Phương, vợ tao đã mặc đồ đẹp lên đồ lộng lẫy, giao con tao cho cô Phú trông. Không cần để vợ nhắc nhở, tao nói, hôm nay là sinh nhật của em, anh sẽ dẫn em đi ăn một nhà hàng đẹp lung linh lộng lẫy. Hai vợ chồng sẽ ngồi bên ly rượu vang, anh đặt sẵn hết rồi. Trường Giang cho biết, anh dự định đây là khoảng thời gian để hai vợ chồng hâm nóng tình cảm. Chừng vợ chồng Kinh Hài định đáp sẽ có buổi hẹn hò lãng mạn. Cái kết khán giả không thể nhịn cười, Trường Giang nói với nhà Phương để anh 10 phút để lên đồ đi cùng bà xã. Thế nhưng vừa đi quay về mệt, nằm giường nhà quen nên anh đã ngủ đến tận 8 giờ sáng hôm sau. Đến lúc dậy, tôi xuống không còn ai trong nhà cả, vợ và con tôi đã về ngoài. Trường Giang bật cười kể với khách mời với dàn cá 2 ngày 1 đêm. Trường Giang và nhà Phương kết hôn vào tháng 9 2018, có con gái đầu lòng Destiny vào đầu năm 2019. Cặp đôi cũng vừa chào đón con thứ hai ra đời tháng 1 vừa qua. 5 năm về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân Trường Giang nhà Phương viên mãn. Khi còn đủ nếp đủ tẻ, kể từ khi kết hôn đến nay, Trường Giang luôn được nhận xét là người đàn ông của gia đình, chăm sóc vợ con chu đáo. Dù bận rộn với công việc và lịch trình cá nhân, Trường Giang vẫn dành thời gian ra cho gia đình nhỏ. Những khoảnh khắc hạnh phúc này của vợ chồng Trường Giang nhà Phương luôn nhận sự quan tâm lớn của dân mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.